Ngày 10 tháng 5, Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang đang tạm giữ Nguyễn Bảo Quốc, 20 tuổi, để điều tra hành vi cướp giật tài sản. Theo điều tra ban đầu, ngày 7 tháng 5, Quốc đi xe máy đến một tiệm vàng ở xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, giả vờ hỏi mua một chiếc lắc tay trị giá khoảng 31 triệu đồng. Trong lúc chủ tiệm vàng đang tính hóa đơn, Quốc bất ngờ giật lấy chiếc lắc vàng rồi nhanh chóng lên xe máy tẩu thoát. Nhận tin báo, Công an huyện Châu Thành phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Tiền Giang vào cuộc truy xét. Đến tối 8 tháng 5, lực lượng Công an đã bắt giữ Quốc khi đang trốn tại một nhà trọ ở xã Tân Lập 1, huyện Tân Phước. Tại cơ quan Công an, Quốc khai nhận do thua cờ bạc qua mạng, nợ tiền nhiều người nên đã đi cướp. Sau khi gây án, Quốc đem chiếc lắc vàng đến bán tại một tiệm vàng trên địa bàn thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, được 26 triệu đồng.